hàng về liên tục cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấp máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bạn nào mà xem video của em hãy nhớ bỏ em hãy like. Và đây là một mẫu xe Hyundai Mgrand i10 có năm sản xuất 2015, vâng, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.0, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ nha, vụ tai nạn kinh hoàng các bạn này. Đấy, đâm ngang xe một chiếc xe bồn bê tông này. Đấy, đâm trước VinFast đấy, ngang xe luôn các bạn nhá. Đấy, ngang xe luôn này. Đấy. Và đây là một mẫu xe i10 sản xuất 2015, mang phiên bản số sàn, có động cơ 1.5, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn, các anh em mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ này. Đấy, hiện tại chiếc Hyundai Grand i10 đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên mua bán trao đổi, ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mà mua xe cũng như bán xe, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 các bác nhá. Đấy, vụ tai nạn rất là kinh hoàng luôn các bác nhá. Đấy, đâm ngang xe luôn. Đấy, một chiếc xe bồn chở bê tông. Đấy, đâm ngang một chiếc xe VinFast các bác này. Đấy. Và quay trở lại đến một mẫu xe i10 sản xuất 2015 này. Đấy, một mẫu xe nhập khẩu nguyên trước biển kiểm soát 15A. Vâng, 20961 này. Hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, cứ nhấc máy lên alo cho em. Vâng, nội thất này, ghế da trang bị màu đen các bác nhá. Ghế da màu đen. Vâng, ghế da màu đen rất là đẹp luôn các bác nhá. Rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Táp ly cánh cửa này. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng sau bên bên lái các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống khung cánh cửa các bác này. Đấy, khung cánh cửa của xe các bác nhá. Đấy, không hề có hiện tượng mục mọt luôn. Đấy, không hề mục mọt các bác nhá. Đấy, một mẫu xe i10 sản xuất 2015, số sàn động cơ của nó là 1.0, hàng nhập khẩu nguyên trước từ Ấn các bác nhá. Đấy, sơn si thì màu trắng ngọc trai. Vâng, biển kiểm soát thì Hải Phòng, hoa phượng đỏ các bác nhá. Đấy, một mẫu xe i10 phải nói khá là đẹp luôn. Đấy, xăng ăn thì tầm độ 5 lít đến 6 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. 5 lít đến 6 lít xăng trên 100 cây số mà chở được 5 người. Sơn si thì mang nước sơn màu trắng xịn sò nguyên bản theo xe rồi. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá. Có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh. Đấy, các bác xem phần nội thất của xe này. Đấy, nội thất ghế da màu đen, vô lăng 3 chấu các bác nhá. Vô lăng 3 chấu này. Đấy, táp ly cánh cửa các bác này. Đấy, phần táp ly cánh cửa các bác nhá. Đấy, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, phần hệ thống keo chỉ của xe. Keo chỉ của nó keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin này các bác này. Đấy, keo chỉ zin. Đấy, tất cả những hệ thống khung cánh cửa này. Đấy, khung cánh cửa các bác nhá. Không hề mục mọt luôn. Đấy, bệ bậc lên xuống các bác này. Đấy, phần bệ bậc lên xuống này. Đấy, táp ly cánh cửa này. Đấy, tem mác cho máy sản xuất này. Đấy, ốc áp bản nề này các bác này. Đấy, tất cả ốc áp bản nề chưa hề động đến kali mở lết các bác nhá. Phần cột kèo của xe. Đấy, phần cột kèo các bác này. Đấy, cột kèo zin các bác nhá, cột kèo zin luôn. Cột kèo đầu đít zin, máy số ngon gầm bệ chắc. Vâng, màn hình Android đầy đủ rồi. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ huyện Hải Phòng. Đấy, một mẫu xe phải nói khá là đẹp luôn. Đấy, các bác xem này. Đấy, bị tai nạn là một chiếc xe bồn đâm vào một chiếc VinFast các bác nhá, biển Hải Phòng. Đấy, đang trước cửa bãi em này các bác này. Đấy, tai nạn này đâm ngang một chiếc xe VinFast luôn. Đấy, sau đây em sẽ đi sâu ở bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần hệ thống bô lăng của xe. Bô lăng em nó là bô lăng 3 chấu các bác nhá. Bô lăng 3 chấu này. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác nhá. Đấy, máy thì búng nhẹ cái lỗ ngay các bác này.
Đấy, xi nhan báo giã này. Đó, hoạt động rất là trơn tru, mặt đồng hồ này không báo một lỗi gì các bác nhá. Hệ thống phần phun nước và gạt mưa các bác này. Đó. Hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Điều hòa thì em đóng điều hòa các bác này. Đấy, điều hòa thì rất là mát luôn. Màn hình Android các bác nhá. Màn hình Android, camera lùi đầy đủ các bác này. Đấy, màn hình Android. Đấy, cam lùi này. Lét như là Soli các bác nhá. Lét như là Soli luôn. Hệ thống tablo của xe này. Đấy, tablo này. Tablo thì đã được trang bị thảm trải tablo các bác nhá. Đấy, phần chắn nắng này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhá. Gương chiếu hậu này. Đó. Phần kính lên xuống này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru. Còn đây là phần gương điện này. Đấy, gương kính chỉnh điện các bác nhé. Đấy, hoạt động rất là ok. Đấy, các bác lái xe thì phải vững vàng tay lái một chút các bác nhé. Đấy, chứ để như thế này thì là quá nguy hiểm các bác nhé. Đấy, may mà các bác có xe ô tô sử dụng, chứ cái xe máy thì hôm nay chắc là toi rồi. Đấy, xe ô tô chắc người là không việc gì. Đấy, nhưng mà cái vụ tai nạn này thì nó cũng quá là ghê gớm các bác nhé. Đấy, chiếc xe bồn đâm ngang một chiếc xe ô tô mà kéo lê đi khoảng gần 100 mét các bác nhé. Kéo lê gần 100 mét luôn. Đấy, may mà người không việc gì. Đấy, sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho quý vị và các bạn xem và tham khảo một mẫu xe i10 sản xuất 2015. Đấy, 2015 hàng nhập khẩu các bác nhé. Nhập khẩu nguyên trước, vâng, nhập khẩu nguyên trước số sàn động cơ 1.0 thôi. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó ăn tầm khoảng 5 lít đến 6 lít xăng trên 100 cây số thôi nhé. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc i10 này. Đấy, sản xuất 2015. Mã phiên bản số sàn với động cơ của nó là 1.0. Đây các bác xem phần bộ giảm sóc này. Đấy, tất cả bộ giảm sóc này đinh tán dàn dật này. Ốc an nam cabo này, zin đó nhá, chưa hề động đến tay lên mà lên luôn. Đấy, zin nguyên bản đó nhá. Đấy, ốc an nam cabo zin nguyên bản này, tất cả những cái đinh tán dàn dật này. Đấy, đinh tán dàn dật các bác nhá. Bên tai bên kia. Đấy, mẫu xe i10 sản xuất 2015. Đây các bác xem phần máy móc này. Đấy, máy của nó đây. Đấy, máy đổ rất là êm. Máy em nó vẫn còn zin các bác nhá. Máy zin chưa hạ các bác này. Đấy, máy zin các bác nhá. Đấy, tất cả những cái đinh tán đằng dần của xe. Đấy, nguyên tai nguyên kiện luôn. Đấy, cam kết các bác là zin toàn tập này. Đấy, ốc ác lắp cabo này. Chưa hề tháo rỡ luôn. Cabo zin đó nhá. Cabo zin, keo chỉ zin. Vâng, máy số zin. Đấy, một mẫu xe i10 sản xuất 2015. Mã phiên bản là số sàn với động cơ 1.0. Hàng nhập khẩu nguyên trước thôi nha. Nhập khẩu nguyên trước rồi nha. Rất ok. Đấy, con này thì máy của nó đang bị mất một vỏ buji nó kém các bác nhá. Buji nó kém thì điếc cho thay cái buji đi là ok luôn. Đấy, máy móc này. Đấy, phần máy móc của này cô đã sạch sẽ các bác nhé, không hề có một chút gì dầu luôn. Đấy, không hề gì dầu các bác nhé. Đấy, một mẫu xe i10 sản xuất 2015. Đấy, mang phiên bản số sàn với động cơ 1.0 máy xăng, hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị. Đấy, vậy thì bác nào mà đúng màu đúng mệnh đúng chân cái mẫu xe i10 biển kiểm soát Hải Phòng hoa phượng đỏ này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em. Vâng, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có nhé. Đấy, mang nước sơn màu trắng ngọc trai rất là đẹp luôn. Đấy, lốp dép này, các bác xem phần lốp dép của xe nó này. Đấy, lốp dép này khá là dày dặn luôn. Tất cả những cái hệ thống cua lốp này. Đấy, hệ thống cua lốp các bác nhé. Đấy, không hề có một mọt luôn. Xi nhan báo giã bên sườn. Đăng kiểm nó có đến tháng 4 năm 2024. Đấy, đăng kiểm em nó dài miên man các bác nhé.
Đấy, đăng kiểm dài miên man luôn. Phần hệ thống táp ly cánh cửa này, táp ly cánh cửa của đằng trước, đằng trước bên phụ các bác nhá. Đấy, phần keo chỉ xe các bác này. Đấy, keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin luôn. Đấy, tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa này. Đó, ok luôn các bác nhá. Ốc ác màn nè. Đấy, phần bệ bậc lên xuống này. Đấy, nội thất thì rất ok, rất là tươi luôn. Đấy, nội thất rất là tươi các bác nhá. Đây các bác xem phần ốc ác màn nè, chưa hề động đến kale bờ lết luôn. Đó, zin toàn tập các bác nhá. Đấy, một mẫu xe bao zin bao phê cho các bác luôn. Đấy, mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2015, mang phiên bản số sàn, khối động cơ chỉ với 1.0 thôi, hàng nhập khẩu nguyên trước các bác nhá, nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ luôn. Phần trần của em nó này, trần của nó là trần da các bác nhá, trần da này. Đấy, rất là tươi, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là tươi đẹp các bác nhá. Đấy, các bác xem này, sạch sẽ đẹp đẽ ok rồi. Đấy, màn hình Android, quả số và phanh tay này. Đó, rất là ok các bác nhá. Đấy, tất cả này, cái ốc ác ba bản lề cánh cửa các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện đó nhá. Phần khung cánh cửa này. Đấy, phần khung cánh cửa các bác nhá. Không hề có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, những cái keo chỉ của xe này. Đấy, keo chỉ các bác nhá, bệ bậc lên xuống này. Đấy, lốp dẹp các bác này. Đấy, tất cả lốp dẹp này. Đấy, cua lốp này các bác nhá, không có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, một mẫu xe i10 sơn si thì màu trắng xịn sò luôn các bác nhá. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống gầm của xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhá. Đấy, gầm lại của nó các bác này. Đấy, gầm lại của nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bác xem và cảm nhận này, rất là chắc chắn các bác nhá, không hề bỏ mòn luôn. Đấy, máy chất gầm chắc tư số ngon. Vâng, máy số ngon. Đấy, một mẫu xe i10 sản xuất 2015, giá tiền bên Hoàn Thiện đang chào bán với giá là 209 triệu đồng. Vâng, chỉ với 209 triệu đồng, các bạn đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2015, hiện đang có tại cửa hàng ô tô Vũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mà mua xe cũng như bán xe, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.